lên ông ơi. Buồn. Oh yeah. Thì lịch trình khá là đẹp. Limit, limit, limit. À, mình chưa về cơ. Mình đứng đấy trêu cơ. Oh yeah. Xong không? Vẫn chưa đủ. Thế mà không chết. Mình thì không giỏi tiếng Anh cho lắm. Yeah. Vớ vả vớ vẩn thôi. Ủa, mình lấy phép rồi. Oh yeah. Oh yeah. Cấp độ 2 thì mình sẽ đi farm rừng. Ok, đi farm rừng thôi. Ủa ơi. Ủa ơi. Nghe bình tĩnh. Sao cứ đánh nhau nóng vội ấy nhỉ. Oh yeah. Nào anh mít. Oh yeah. Mít ngay mà. Tao hết não mày rồi. Sao mà lừa tao được. Có vẻ như là tăng cân bằng với boss rồi. 2-2. Sẽ đi phòng rừng một lúc nữa cho hai người thêm thọt. Oh yeah. Đánh top nào anh em. Quýnh cho ông ấy biết. Mình đang chuẩn bị lên top. Đừng lăng đâu. Oh yeah. What? Oh yeah. Hên quá. Hên quá anh em. May là hack não được. Trượt ở đây khá là khổ. Oh yeah. Con này thằng quả có mà khóc. Vãi luôn. What? Oh yeah. Chạy rồi. Ủa tốc biến bổ. Tốc biến bổ thì tôi chịu. Tôi chịu. Ok, pha mừng lên cấp độ 6. Và chúng ta sẽ đi ganh tiếp. Oh
Oh yeah. Có cấp độ 5. Có đánh không đây? Có một con mắt cắm ở đây. Có lẽ là không lấy được rồi. Đánh đâu ông ơi. Ôi, tiếp tục đi ăn rừng. À, có nào cái le dưới kia nữa. Đánh hồi đồng à? Tôi đã cấp cấp được 6 rồi. Ủa ơi. Cũng may là chết. Chứ không là khá là khổ với nó. Nào. Không phải như thế vậy. Ủa, hai thằng. Chạy đi ông ơi. Hay lắm. Đó lại nát rồi. Quẩy lấy xin thôi. Ui, skin khá đẹp luôn. Đẹp cũng phải ngang tuyệt vua thần đó anh em. Ra lên kiếm này. Đây lên đây. Không ai được cả. Điều hồi khá là nhanh. Boss chắc là đang gặp khó khăn rồi. Chết được không? Vẫn chết à? Ủa, chưa gì đã tốc biến rồi. Ủa. Làm giây nữa. 10. Ủa, hai con mắt cắm ở đây rồi. Hai. Cần sẽ lại lên mít thôi. Chuẩn bị cho anh em xem một pha bù mắt. Vãi ông này cái S của mình nữa. Vãi thật. Đang cho anh em xem một pha bù mắt cơ mà. Anh em thấy bù mắt chưa? Vãi kìa. Chói choáng liên tục luôn. Trướng. Uầy. Sao không sao?
sẽ lên một món sát lực. Oh yeah. Thấy chưa? Mà nói đi ông ơi. Tăng tăng. Hai tăng nữa rồi. Không thể chết. Bắn đạn khá là ác luôn. Oh yeah. Chú luôn. Tôi về nhà. Xem boss của chúng ta thế nào rồi. Shut down. Oh yeah. Tôi xong rồi. Ăn thôi. Mày này. Đó tầm móc. Ủa ơi. Có thêm hai tốc biệt nữa. Cho mày là đồng có đồng hồ cát rồi đấy nhá. Oh yeah. Nào phút đi. Phút độ cái. Tốc biến cặp. Không thể tránh nổi. Bây chúng ta sẽ lên món sát lực này đi. Xuất cho nó đau. Ủa, mình đang chỉ khá hay luôn. Ông Bình vào thế chuột. Oh yeah. Bó nào anh em. Oh yeah. Ôi Lý Long vẫn sống kìa. Giết chết được cả chuột luôn. Không tin được. Thể giết được mình đâu. 800 vàng. Oh, khá là khủng khiếp. Yeah. Huy chuột vẫn còn đầy cây máu. Ủa ơi. À, sức tiêu bò lên rồi. Bắt cái ráp nào. Bắt cho gác đi. Đây, chạy này. Giờ chạy xuống núi à? Không này.
Ủa, gì mà tốc biến này? Cuồng quá. Chắc là cuồng quá rồi. Mày láo này là bắt tao này. Rồi bắt tao này. Ôi. Hội đồng. Ui. Cái này. Vãi kìa. Tự nhiên nó hất ra là mình sút tụng âm không trúng. Đây vãi đái. Ê, hỏng rồi. Phải sai sai một chút. Rồi, chúng ta sẽ lên làm phép đi. Này. Ủa. Chờ lắm không chờ nó đâu. Ba nhà lấy thôi nhá. Ui. Nó đồ tác sớm không? Đích này. Hoặc là chúng ta có thể kết thúc trận đấu ngay tại đây luôn. Ở đây. Ủa ơi, mày không hiểu ý tôi gì cả. Thêm một tăng phép nữa. Cho năm cho anh em đang xem. Đã gần 1000 anh em đang xem cơ. Bây giờ thì giảm bớt rồi. Có lẽ mình chơi hơi già. Anh em bỏ chạy hết. Nào, tên lên đây luôn. Bắt được cái thằng này không đây? Ủa. Nào, quay lại đây. Anh em muốn xem một gì đó. Cái gì đó đột biến không nhỉ? Boom. Ôi. Hỏng hỏng. Chiêu chiêu nó tí. Năm thời gian không đủ. Bạn đi chuột. Tôi luôn ở bên bạn. Mày. Nào. Nào chiêu. Ôi, cho gác to vãi.
nào. Ok, win rồi. Anh em nào thấy video hay thì đừng quên bỏ lại một like, một subscribe.